Hello, hello, xin chào các mẹ. Các mẹ ơi, nếu mà các mẹ đang trong một giai đoạn là mới lập gia đình này, hoặc là chuẩn bị bầu bí, hoặc là mới bầu bí chẳng hạn ấy, thì các mẹ thường hay nghĩ đến một cái vấn đề đó là làm như thế nào, ăn uống như thế nào để em bé của chúng ta thông minh này, khỏe mạnh này, hoặc là có một cái cân nặng mà đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đấy, vấn đề rất là nhiều mẹ quan tâm, mình tin chắc rằng điều đó luôn ạ. Bởi vì là ngoài cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày như là ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hay tất cả cái thứ khác, có những mẹ không thể làm được điều đó bởi vì có thể là ăn uống vào lại bị nghén, hoặc là không kiếm được các cái thực phẩm nó đảm bảo an toàn, cũng giống như là cái sức khỏe hoặc là cái điều kiện công việc không phù hợp ấy. Vậy thì hôm nay mình sẽ bật mí các mẹ một cái phương pháp mà giúp các mẹ có thể là hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất cho em bé của chúng ta, vừa thông minh, vừa khỏe mạnh, vừa phát triển cân nặng tuyệt đối ấy. Đó là những cái dòng sữa bầu đang hot nhất trên thị trường mà có mặt tại Gấu Đôi. Đầu tiên các mẹ có thể kể đến đó là cái sữa bầu Matilia. Đây ạ. Sữa của Pháp các mẹ nhé. Cái này thì mình tin chắc rằng rất là nhiều mẹ biết nó rồi ạ. Có ở dạng chai này, chai nhựa như thế này. Cái dòng này nó sẽ có các cái vị là sô-cô-la này, đây là vị vani ạ, vị dâu, vị chuối. Nhưng mình thấy rằng là đại đa số các mẹ là sử dụng cái vị vani với vị sô-cô-la nhiều nhất và thích uống nhất. Còn một số mẹ khác thì thích ăn chuối chẳng hạn thì uống vị chuối, hoặc là ăn dâu thì uống vị dâu. Ok ạ, đây vị vani như này các mẹ nhé. Thì một cái lon nhỏ như này nó sẽ có dung tích là 200ml, tiện ở dụng ở chỗ là mẹ có thể mang đi chợ này, đi làm, đi chơi, đi du lịch này, chỉ cần nắc nhẹ là có thể uống được luôn. Nếu mẹ làm mà cảm thấy thích uống mát mẻ vào mùa hè chẳng hạn thì mình sẽ để nó ở trong ngăn mát và uống rất là tiện này. Ok, còn đối với những mẹ nào mà thích vị sô cô la thì uống vị sô cô la. Ok, vị chuối, vị dâu, rất là nhiều vị các mẹ lựa chọn. Tuy nhiên thì hiện nay ở Gấu Đôi cũng đang cháy cái dòng sữa vị sô cô la chỉ có sẵn chuối với dâu thôi các mẹ nhé. Thế tùy thời điểm nó khá là hot và nó hay hết hàng lắm. Nên các mẹ nào mà quan tâm thì có thể là tự tìm đến các cái cơ sở uy tín gần nhất để tìm các sản phẩm mình yêu thích này. Hiện tại thì Gấu Đôi chỉ đang có sẵn hai vị là chuối và vị vani thôi. Các cái vị của sữa Matilda rất là hay cháy hàng các mẹ nhé. Lưu ý giúp mình, rất là hay cháy hàng nên là nó khá là hot. Vì vậy nếu mà mẹ cảm thấy thích uống hoặc muốn thử ấy, thì nên là lựa chọn một cái cơ sở uy tín và đặt mua để có được những sản phẩm, tức là cái sản phẩm đảm bảo nhất, cũng như là có những cái vị thì mình thử nhé. Loại sữa bầu thứ hai mà bên Gấu Đôi rất là được nhiều mẹ quan tâm nữa, đó chính là cái dòng sữa bầu đến từ cái thương hiệu Morinaga của Nhật. Thì ở cái dòng này nó cũng có các loại sữa bột dành cho bé từ một sơ sinh đến 1 tuổi và trên 1 tuổi nữa, rất là yên tâm các mẹ. Có 3 vị phổ biến là vị matcha này, vị hồng trà và một vị nữa là vị cà phê. Thì thông thường các mẹ sẽ nghĩ rằng là tại sao sữa bầu mà lại có vị cà phê hay là vị trà xanh thì cảm giác như là nó giống như là đồ uống hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thực chất rằng là cái dòng sữa này thì nó đưa ra cái hương vị để các mẹ có thể lựa chọn đa dạng hơn thôi. Rất là yên tâm khi các mẹ sử dụng cho các em bé, không hề lo một điều gì cả. Không phải là vị cà phê mà nó sẽ bị khó ngủ hay là mất ngủ đâu ạ. Vẫn rất là bình thường nhé. Các mẹ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng này. Có thể dễ dàng lựa chọn theo khẩu vị của mình, thích uống trà sữa chẳng hạn thì là chọn vị hồng trà, matcha chọn vị trà xanh, hoặc là thích uống cà phê thì chọn vị cà phê, rất là tiện. Ngoài ra thì cái dòng này nó đóng gói á, gói nhỏ giống như là có cà phê các mẹ. Rất là tiện nhá, khi mẹ có thể là mang đi làm, đi du lịch, đi chơi, mỗi một lần pha chỉ cần dùng một gói nhỏ đấy thôi. Mẹ có thể pha với nước lạnh cũng được, cho thêm đá, rất là mát và dễ uống, không cần nhất thiết là phải pha nước nóng như các cái loại sữa công thức khác. Mình thấy tiện dụng cực kỳ. Ngày xưa mình bầu bạn Gấu thì mình sử dụng 100% cái dòng sữa này, nhưng mà mình thích nhất là cái vị cà phê ạ. Đây ạ. Chắc là tại sinh viên nghiện cà phê hay sao, uống lúc bầu cũng uống vị cà phê nhiều ạ. Đó thì mẹ có thể lựa chọn theo khẩu vị của mình ạ. Loại thứ ba mà các mẹ có thể tham khảo đó là sữa hạt dành cho mẹ bầu đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm này thì được nhập khẩu các mẹ. Và các mẹ biết rằng là sữa hạt thì tất cả các mẹ biết rằng là đều nó sẽ rất là lành tính, là an toàn, tự nhiên. Thì khi mà các mẹ uống các loại sữa bầu khác cảm thấy nó ngấy, nó khó uống, hoặc là nó bị tanh hay bị nghén ấy, thì các mẹ có thể thử cái sản phẩm này xem. Vì bởi vì là cái này có bán lẻ từng hộp như thế này, rất là tiện lợi cho các mẹ mà muốn uống thử này. Và cũng có thể để ngăn mát nếu mà cảm thấy là trời nóng quá, hoặc là hâm ấm lại uống cũng được, khá là tiện luôn ạ. Giống như hộp sữa tươi của các em bé á, thì cái dòng sữa hạt thì chắc chắn là mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái ưu điểm là không bị tanh và không bị ngấy như những dòng sữa công thức khác. Bản thân mình lúc mà bầu 4 năm trước ấy, thì là mình chưa thấy có dòng sữa này đâu. Và cái này là nó mới xuất hiện thị trường khoảng tầm 2-3 năm nay thôi ạ. Ngoài ra thì nó có thể đóng những cái hộp như thế này. Đây là hộp này sẽ có, gọi là một sách của nó sẽ có 16 hộp nhỏ, hoặc là đóng theo vỉ 4 hộp như thế này, hoặc mua lẻ cũng được, rất là tiện. Thì các mẹ có thể tham khảo một cái dòng sữa hạt đến từ thương hiệu của Hàn Quốc như thế này, Vegemil ạ.